Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có một đoạn sông chỉ rộng gần 100 mét mà một dân tộc phải đi hơn 20 năm mới tới bờ. Có một cây cầu không đắp thành xây lũy mà lại là hàng rào vô hình chia cắt hàng triệu gia đình Việt Nam. Đó là sông Bến Hải, cầu Hiền Lương, là khúc ca bi tráng về khát vọng thống nhất non sông mà hàng triệu con người Việt Nam sẵn sàng hy sinh xương máu để viết nên ngày độc lập. Ngày nay, bên dòng sông Bến Hải hiền hòa, cách không xa cây cầu Hiền Lương lịch sử, là khu di tích đôi bờ Hiền Lương đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Đôi loa công suất lớn được sử dụng trong cuộc đọ loa với địch, nay nằm đây như một chứng nhân của lịch sử, góp tiếng nói của mình trong hành trình con đường di sản miền Trung, đưa du khách trong và ngoài nước hoài niệm về một thời hoa lửa, đau thương mà kiêu hùng. Trong những đổi thay của đất nước, cuộc sống ở đôi bờ Hiền Lương cũng từng ngày thay ra đổi thịt. Dọc bờ sông Bến Hải là những vùng thâm canh cây lúa, cây nông nghiệp chất lượng cao. Ngược lên vùng gò đồi phía thượng nguồn Bến Hải là những nông trường cao su, hồ tiêu xanh mướt. Vĩnh Linh, Bến Hải hôm nay đang tiếp tục những trang sử mới trong một tâm thế mới khi những cây cầu được sinh ra đúng với bản chất của chúng. Không phải để chia cắt, mà để nối những bờ vui, kéo dài hạnh phúc và thống nhất một dải non sông Việt Nam đẹp tươi, hòa bình. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói sự hiện diện của cây cầu Hiền Lương là chứng tích của nỗi phân ly, nhưng cũng là minh chứng cho sức mạnh của một dân tộc tha thiết yêu hòa bình tự do và sẵn sàng tranh đấu vì nền độc lập tự do ấy. Chuyên mục của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.